mua vang cơ nào cho chuẩn. Vang cơ thì nó phải ghi na ná như thế này các bạn nhé. Mic ton này. Đấy. Music ton này, đấy. E cho ghi như này thôi nhá. Chứ còn cái loại vang mà nó ghi là kilohertz này, hertz này, các kiểu. Đấy. Càng nhiều nút thì anh em mà không biết chỉnh đấy thì cái độ méo nó càng ác nhá. Để chất âm nó sẽ rè, nó sẽ đục, loa nó sẽ không hay. Đấy, vang cơ thì một cái chuẩn thì nó chỉ ít nút chỉnh thế này thôi các bạn nhá. Đây mới có cái đèn led này. Đấy, đây là cái nút chỉnh mic, nó ít nút chỉnh thế này thôi. Đấy, thì nó mới dễ chỉnh và nó không bị méo các bạn nhá. Nếu còn là cái vang cơ mà nó có hàng 20 cái nút chỉnh. Đấy, hertz này nó ghi là hertz, kilohertz các kiểu. Đấy, 1 kilohertz này, 12 kilohertz này, xong là 30 Hz này các kiểu ấy. Nhiều, càng nhiều cái nút chỉnh như vậy thì cái độ méo nó càng lớn các bạn nhé. Đây nó chỉnh riêng cái phần nhạc này chỉ có 3 nút đấy thôi này. Đấy, bass này, trung tép này là xong đúng rồi. Đấy, phần mic nhá. Đấy. Phần mic này, bass mic này, trung tép này, mic này. Nó ghi ra từng khu này nó dễ chỉnh các bạn nhé. Còn bên này là E cho vang vọng thế thôi. Và ba cái nút to, nút nhại đây. Đấy, volume mic này. Đấy. Nút volume music đây. Đấy nhá. Nó chỉ như thế này thôi. Đấy. Na ná như thế này nhá. Đây có cái nút phụ mic đây, chỉnh volume phụ, nút phụ của nó đây. Ok chưa? Đấy. Này. Chứ còn bình thường thì chúng ta chỉnh to nhỏ mic bằng nút này nhá. Nút này thì chúng ta để ở giữa này được rồi. Ok chưa? Này. Vang cơ này na ná như này thôi, dễ chỉnh luôn. Ok nhá.